Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp hàm toán học thứ ba, đó là hàm tính căn bậc 2. Hàm tính căn bậc 2 ở đây là hàm tính SQRT. Hàm SQRT dùng để tính căn bậc 2 của một số. Ví dụ chúng ta tính căn bậc 2 của số 25 chẳng hạn, thì chúng ta có thể tải OC11 được chọn như trên màn hình, chúng ta gõ vào giá trị 25 và chúng ta sẽ tính căn bậc 2 lưu tại OE11, thì chúng ta chỉ việc kích vào OE11, chúng ta gõ dấu bằng và gõ SQRT mở ngoặc C11, tức là giá trị tham chiếu, chỉ ra địa chỉ tham chiếu của ô chứa giá trị cần tính căn bậc 2 và chúng ta enter, thì chúng ta sẽ tính được 5. Bây giờ nếu như chúng ta có một ô G11 có giá trị là -25 thì chúng ta muốn tính căn bậc 2 của số này thì chúng ta phải áp dụng cả hàm tính giá trị tuyệt đối ở trên phối hợp với hàm SQRT để tính, thì các bạn sẽ tính như thế này. Chúng ta gõ bằng SQRT mở ngoặc và sau đó chúng ta ABS, chúng ta tính trị tuyệt đối của giá trị -25, tức là tại ô G11, và chúng ta gõ vào và chúng ta lại đóng ngoặc tiếp nữa hai lần, vì chúng ta mở ngoặc hai lần thì chúng ta phải đóng đầy đủ số ngoặc. Sau đó chúng ta enter, chúng ta sẽ được là giá trị 5. Chúng ta cũng có thể tính giá trị căn bậc 2 đối với cái giá trị số mà chúng ta nhập trực tiếp chứ không cần qua địa chỉ tham chiếu. Ví dụ chúng ta có thể tính SQRT căn bậc 2 của 9 chẳng hạn, thì chúng ta gõ thẳng số 9 vào, chúng ta enter thì chúng ta sẽ được số 3.